Hey, John xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tom muốn xin các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu video thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Rồi thì bây giờ là cũng là hơn 12 giờ đêm rồi ấy, nên là mình sẽ nói khá là nhỏ, các bạn thông cảm với mình một chút các bạn nhé. Bởi vì cái skin này ấy, mới ra có cách đây có vài tiếng thôi, 12 giờ là nó ra cái skin này. Thì đấy là cái nick, không phải nick chính của mình các bạn nhé. Thì có cái skin này mới ra đấy, nên mình sẽ vào trải nghiệm cho các bạn xem luôn. Thì theo đánh giá của mình ấy, về cái ngoại hình và kể cả hiệu kỹ năng ấy thì nó rất là đẹp luôn. Cái màu vàng này là màu vàng giống như điện của con tu lén ấy, nhưng mà nó lại xuất hiện ở đá xí, mình thấy khá là đẹp. Và cái ngoại hình thì mình thấy đấy là một cái skin gọi là nó có cái ngoại hình bên ngoài nó đẹp trai nhất trong tất cả các skin của con đá xí luôn. Thì với cái giá là 199 quân huy ấy, đang giảm giá bạn nhá, thì tức là 100.000, thì mình thấy cái skin này khá là đáng cái giá tiền này. Thì bạn nào mà gọi là fan của đá xí ấy thì mình nghĩ là nên mua skin này, vừa rẻ mà lại vừa đẹp, mình thấy là ngoài hình đẹp nhất luôn đấy, kể cả hiệu ứng. Đấy thì các bạn thấy là chiều 1, chiều 2, chiều 3 nó đều có cái dạng là lối điền các bạn nhé, giống như đúc cái màu sắc của vị tướng tu lén luôn, nhưng mà nó lại xuất hiện là đá xí. Bình thường mình là xem đá xí quen mắt với cái màu xanh rồi ấy, bây giờ chuyển sang màu vàng thì khá là mắt và thích mắt các bạn nhé. Và đấy thì các bạn thấy cái ảnh avatar của con đá xí này nó nhìn khá là đẹp trai luôn đấy. Cái pha này nó sau này sẽ là con màng các bạn nhé, trói lại này. Ok, không kịp cài các bạn ạ. Đấy, hiện tại là mình đang chơi ở cái rank cao thủ 26 thôi các bạn nhé. Như các bạn thấy cái lúc mình vào trận này thì con tướng này mới có thông thầu đế thôi. Bình thường các bạn thông thầu đế thì các bạn không thể đầu hàng được các bạn nhé, nhưng mà nếu như các bạn đi team 5 ấy thì các bạn có thể dùng tướng thông thầu đế đầu hàng được. Còn đi 3 và đi đơn thì phải dùng tướng ít nhất là thông thầu C. Thì cái mèo là các bạn mời tất cả các bạn bè ở trong vào đi team 5 ấy, thì nick này cũng vậy. Lúc này mình mời tất cả bạn bè vào nên mình đi 5 nên mình mới đầu hàng được. Còn mình đầu thương thì đôi lúc test tướng mà đầu thương ấy, các bạn thấy chán thì mình mang sách vô hàng luôn các bạn nhé. Rồi thì con tướng này lúc mà mới ra ấy, thì nó rất là hot luôn, chứ rất là mạnh, nó chưa bị nép ấy. Bây giờ nó nép nhiều quá, nép thầm tề quá ấy, nên là mình thấy là cái lượng người chơi con đá xí này rất là ít luôn. Hầu như là đi rank ấy khoảng 15 trận, 20 trận mới gặp một trận đá xí ấy, khá là ít người pick con tướng đá xí này, cực ít luôn. Mà đầu giải thì hầu như là tuyển thủ người ta bỏ con đá xí này rồi, mình chưa thấy mùa này chưa thấy người ta chơi đá xí luôn, bởi vì nó bị nép quá nhiều ấy. Mình sẽ là edit cái trang bị phui bằng ngọc của mình dùng cho con đá xí này đi rừng ở đứng dưới các bạn nhé. Còn các bạn dùng quen như thế nào thì chung trừ, bởi vì mình không phải là best con tướng này, mình chơi rất lý về phá này, kể con bùa này bùm rồi có con bùa xanh thì rất là dễ chơi luôn. Thì con này lúc mà các bạn mà trong đội hình mà các bạn thấy ấy, là những vị tướng mà nó chạy bù kia thì chơi con này rất là lời luôn. Nó có chút cuối nó giống như là trói ấy, trói toàn bộ tập thể ấy. Thì hiện tại ấy, cái đồ trợ thủ của trợ thủ ấy 80 giây mới hôi, mà con này mà những con tướng đi bộ mà nó bắt rất là dễ luôn. Chúng là nếu mà con này kết hợp với đồng đội ấy thì nó gọi là rất là dễ chơi, chứ con nếu mà đi một mình ấy thường là nó sẽ bị hơi bị thiếu đám các bạn nhé. Bởi vì nếu mà giai đoạn các bạn phải lên được cái vương miền kia thì các bạn mới đủ cái lượng đám để mà kết liều địch cho con. Mà trước cái giai đoạn đó ấy, phía công bố con này nếu chưa có nội tài nhá, mình chưa nói là nội tài, nếu mà có nội tài thì sẽ diệt được, con chưa có nội tài thì rất là khó diệt luôn. Nên hầu như con này là các bạn phải cố gắng đi chung với đồng đội, combat rất là lời luôn. Và chiêu nổ của nó tuy là chậm ấy, nhưng mà nó nổ rán lán rất là rộng và rất là mạnh luôn. Đấy thì mình xin nhắc lại ấy, là cái phù hiệu trang bị bằng ngọc này là mình nói chung là mình dùng theo đa số người chơi thôi các bạn nhé, bởi vì mình không phải là người hay chơi con đá xí này. Thì các bạn có thể là tham khảo cái phù hiệu trang bị bằng ngọc đó thôi, chứ không nhất thiết phải lên theo mình đâu. Đấy, mình sẽ là để 3 viên hút máu phép cho con đá xí này. Thì ở cuối game ấy, nó chỉ cần 3 viên hút máu đó thôi, nó hút rất là nhiều máu luôn, bởi vì cái lượng đám nó gây ra ấy là rất là to cho mỗi đòn sát thương. Các bạn thấy kìa, mình để đúng 3 viên hút máu thôi nhưng mà nó hút máu rất là nhiều luôn. Còn về cái phù hiệu thì mình nghĩ nên bỏ cái băng xương các bạn nhé. Đấy, để cái băng xương để mà ở đây pha này mình bị choáng, mình không kịp đặt chiêu hai các bạn ạ. Nếu đúng đá pha đó mình bắt được đây pha này ao lấy này bùm rồi. Thì đầu game con khỉ nó chưa đủ chỉ mạng để mình giết mình, nên là pha đó là ao play được nó khá là dễ luôn.
Đấy thì trận này mình chỉ mời bạn bè trong cái nick này thôi chứ không phải là đội cây thuế đâu các bạn nhé. Nếu bình thường mình đi tầm năm mà đội cây thuế thì nó sẽ là gọi là đánh kiểu bài bản hơn kia. Mà đội này nói chung mình thấy đánh cũng khá được so với người bình thường không cây thuế, và đánh như thế này cũng là khá ổn các bạn ạ. Nên là vẫn là chơi được đấy, có màng rồi. Thì hiện tại mình bắt đầu khá sánh 3-1 rồi. Đấy, tầm này bắt đầu chơi rồi này. Thì tầm này cái tầm sánh nhất của đa sĩ ấy, là giai đoạn từ phút thứ 10 rồi đi ấy, các bạn chơi mình vừa thấy thằng khỉ lấp ló đấy, thứ 10 các bạn chơi đa sĩ rồi đi ấy, thì nó mới bắt đầu mạnh được, chứ còn dưới thứ 10 các bạn đôi chứ có ấy, nó chơi rất là khó chơi luôn. Thì còn đa sĩ này là một trong những cái tưởng gọi là late game của bạn nhá. Đấy, late nó chơi rất đau, nhưng mà cái điểm yếu của nó ấy là nó gọi là khi mà các bạn cuối game có những con tướng ấy nó áo được chiêu cuối thì rất là khó chơi, và những con tướng cơ động ấy các bạn bật chút cuối không kịp ấy, nó lượt chút kịp ấy, thì các bạn gọi là khó chơi con này. Và thứ hai thì chiêu hai của nó gọi là quá chậm ấy. Bình thường nếu như các bạn chơi những trận đấu mà địch đi bộ ấy thì sẽ là rất là dễ chơi, đặt chiêu hai để hack nào ấy rất là dễ trúng, nhưng mà những con tướng mà có chỉ cần một chiêu lượt thôi thì nó có thể tránh hoàn toàn chiêu hai này, bởi vì chiêu hai này nổ rất là chậm các bạn nhé. Thì trận này là team mình có mời một bạn ở kênh thế giới của bạn nhé, Amelie ấy, nhưng mà mình thấy chơi cũng khá là hay luôn, rất may là mời thế giới chúng không phải là ngáo ấy. Thì nói chung trận này chơi mình thấy là khá là ổn thôi. Chơi đa sĩ nếu như mà các bạn chơi rank ấy, nhưng mà bị ép đấu game rất là khó chơi luôn, bởi vì con tướng này gọi là tướng late mà. Nó cũng là một trong những con tướng late, tuy late không phải là quá xuất sắc, nhưng mà nếu mà chơi đánh đầu thì thực sự là rất là khó chơi luôn. Đấy thì các bạn thấy tỷ lệ pick thấp như thế thì các bạn hiểu lý do vì sao rồi đấy. Đấy thì con đã làm video với Dashi thì mình nói một chút về combo con Dashi này các bạn nhé. Bình thường ấy các bạn combo bất ngờ thì bạn sẽ là bật chút cuối trước, rồi bạn bỏ chiêu hai vào, rồi bạn có hai trường hợp xảy ra nữa, là một là các bạn bật chiêu một để mà lại gần đấy, bật chiêu một để mà cường hóa đấy, các bạn bắn trưởng bằng đòn đánh thương đấy. Còn bạn mới thấy tình hình mà ổn đấy, địch mà không có ai đông quá thì bạn mới bật chiêu cuối để mà nhảy vào, chứ bạn đừng có mà nhảy vào luôn rồi mới bật chiêu một chạy ra, như vậy là cũng rất là nguy hiểm. Bình thường nếu mà đã xác định không giết được thì thôi, thì là các bạn chỉ là thăm dò như vậy thôi, con đồng đội sẽ qua bồi đám của bạn nhé. Còn nếu mà các bạn đã xác định đủ đám ấy thì là bật chiêu cuối chiêu hai rồi chiêu ba rồi chiêu một rồi bắn thường phát là nó ngủm rồi, lúc lên phá này nó giải đấy kìa. Còn nếu như các bạn mà muốn combo thật nhiều câu ấy thì bạn bật chiêu hai trước rồi bạn bật chiêu cuối là lập tức nó sẽ hôi chiêu hai của bạn nhé, là các bạn được hai câu, các bạn combo lại như bình thường. Còn mà lúc mà các bạn có đủ nội tài thì các bạn đặt được, thậm chí là đặt được 3 câu các bạn ạ, tức là các bạn bật đặt một câu này mà bật chút cuối này, xong đây có nội tài thì các bạn đặt thêm 2 câu nữa được 3 câu luôn, lúc đó đám nó rất là thừa luôn. Nếu mà trói được nhiều người ấy thì thường là nói chung là trốn nó đó chết luôn các bạn nhé. Mà các bạn mà muốn đa sĩ mà nhánh của nội tài ấy thì hồi chiếu phải nhiều, khi nó đặt đủ nhiều mục tiêu thì nó hồi nội tài rất là nhanh luôn. Thì cái nội tài này nó cường hóa thì cái câu nó rất là to luôn các bạn nhé. Đây đây, pha này này. Ôi, pha này mình combo hơi lỗi các bạn ạ. Đúng ra pha này mình phải là đặt hai câu, bởi vì là có nội tài rồi, nhưng mà pha đó mình không để ý là cái nội tài hôi ấy, bởi vì mình chơi con này khá là ít kia. Đấy, pha đó mà đặt hai câu thì có vẻ là hợp lý hơn rồi. Đặt hai câu nhiều khi chết cả đối rồi các bạn nhé. Hơi lỗi. Đây thì hiện tại lết nó đám rất to luôn, các bạn có thể mình combo thằng khỉ ấy, thì các bạn thấy là mình không dùng chiêu 3 hai lần đều nhảy vào đâu, bởi vì mình sẽ là dùng chiêu 1 trước thăm dò trước. Giả sử nhá, giả sử phá đổ mà địch đống địch kia, nếu như các bạn mà dùng chiêu 3 nhảy vào ấy thì thường là các bạn sẽ bị vào tập lô chết luôn, phá đổ thưa đám luôn. Các bạn đừng ngừng ngoan, các bạn bắn chiêu 1 trước
Nếu giả sử mà địch mà không chết thì các bạn mới nhảy cho ba dòng vào đấy, hoặc là thậm chí là các bạn có thể bỏ luôn để mà bảo toàn tính mạng của con đa xí này rất là mỏng luôn. Các bạn bằng dòng vào chỗ bá ấy mà không hợp lý ấy, nhiều khi ấy địch nó vào nó nhảy vào luôn nó tập đố của bạn chết luôn đấy. Thì các bạn bình thường các bạn combo những con mỏng mỏng như con ngủ khống ấy thì các bạn chỉ cần là bá này, hái này và một bản thương cái là xong, thì các bạn không cần dòng vào đâu. Dòng vào đó là trường hợp dù mình chắc xác định là chỉ có một mình nó thôi và chắc chắn là đủ đám. Còn nếu mà bình thường các bạn cứ là chung chung một ở từ xa cho chắc ăn các bạn nhé. Thì mình thấy là có nhiều rất nhiều bạn bình luận ở video mình là làm tướng Diu ấy, thì mình thấy là Diu mùa này cũng gọi là khá lại không nhiều người chơi, nhưng người mua trưởng là một người bị chỉnh lại ấy. Nhưng mà về cái lượng đám chiêu một chiêu hai nó gây ra và cái nội tái ấy, thì nó rất là mạnh luôn. Thì mình sẽ làm một video về với tướng Diu các bạn nhé. Bùm có màng nào. Rồi thì con Diu này hiện tại là nó không gọi là sát thủ như cái mô trước nữa, tức là chiêu bá của nó không còn gọi là bá đạo như mô trước nữa. Nên là của mạng này bị làm chậm rồi, bùm đấy. Rồi thì mình sẽ làm một video về Diu để mà gọi là hướng dẫn các bạn, vì Diu mình thấy chơi khá là dễ luôn. Rồi thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mà các bạn thấy video mình hay và có ý nghĩa thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển các bạn nhé. Máy của bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.